Nhu's a bit nervous, so please, everyone. Như nè, à, ở đây á, là mấy anh chị ở Hồ Chí Minh thôi. Thì cái chương trình mà chia sẻ với cộng đồng của KPMG á, thì có các anh chị ở Hà Nội, ở Phnom Penh nữa. Thì các anh chị luôn dõi theo. Thì năm nay cái chủ đề của công ty chị thì các anh chị ở đây chọn là sẽ tiếp cận những bạn hiếu học và có hoàn cảnh khó khăn. Thì em là một trong những bạn nhận được cái chia sẻ trong cái chương trình này. Thì em có thể nói gì? Dạ, trước hết là cho em xin gửi lời chào đến quý vị đại biểu, các anh chị tại KPMG. Và em xin trả lời câu hỏi của chị Hằng là em cảm thấy em cảm thấy chương trình của công ty rất là có ích, vì nó có thể giúp đỡ được cho các bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn như em. Và nó giúp chúng em có thể thực hiện được những ước mơ, những hoài bão của mình. I think the KPMG program is a very practical and useful program that it can help us students to achieve our dreams that we aim for the future. Giúp chúng em lạc quan hơn và có niềm tin hơn trong cuộc sống, bởi vì chúng em biết là bên cạnh chúng em còn có những chương trình tiếp sức để giúp đỡ chúng em. Yeah, so it's really inspired the confidence in us that we believe that there are supports around us. Như vậy, thì với cái trong cái đoạn video đó thì em có nói là ước mơ của em và gia đình là để em có thể bước vào con đường đại học. Thì bây giờ cái ước mơ của em đó nó đã trở thành hiện thực rồi, thì em dự định gì trong 5 năm tới chẳng hạn? So in the short video we heard, Nhu said that the dreams of Nhu and the family is that she will go to the university. And that is the dream. And that dream now has come true. So our questions to Nhu is, what do you think for your next 5-year plans, for example? Hiện tại thì em đã thực hiện được một phần ước mơ của em là bước chân được vào trường đại học kinh tế. Và em vẫn đang cố gắng là ngoài việc học ở trên trường thì ở nhà em có tìm kiếm thêm nhiều tài liệu, sách vở để em có thể trau dồi thêm kiến thức và có thể thi vào cái ngành mà em yêu thích là ngành kiểm toán. Và I have reached part of my dream that to go to the university that I wanted to, that is the economic university. And right now I'm trying to study hard, searching for material that will help me to pass the subject that I love. And the subject that I wanted to major in is auditing. Em rất hy vọng là em có thể làm nhân viên của công ty. I hope that I can be KPMG employees one day. Rồi, chị cảm ơn em rất là nhiều.